quý vị, năm 2018, Hehenie từng gây bất ngờ và làm bùng nổ truyền thông trong nước khi tiến vào top 5 Miss Universe. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này tính tới thời điểm hiện tại. Tối 26 tháng 10 năm 2022, trong buổi họp báo chuyển nhượng Miss Universe Organization cho nữ tỷ phú Thái Lan, bà Paula Sugat, chủ tịch Miss Universe, bất ngờ nhắc đến Hoa hậu Hehenie và khẳng định Hehenie chính là Á hậu 3 của cuộc thi năm 2018. Lập tức, chia sẻ của bà Paula Sugat nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Trong sự kiện, bà Paula nhắc đến Hehenie và câu chuyện truyền cảm hứng của cô. Chủ tịch Miss Universe khen ngợi về tấm lòng nhân hậu của người đẹp ED khi cô đã dùng toàn bộ số tiền thưởng cho hoạt động từ thiện như xây thư viện, giáo dục trẻ em gái ở vùng quê Bình. Bà còn gây bất ngờ khi nói về Hehenie. Tôi nghĩ cô ấy là Á hậu 3 Miss Universe 2018. Chia sẻ với báo chí, Hehenie xúc động, thậm chí đã bật khóc khi nghe được chia sẻ từ bà Paula. Người đẹp cho biết mỗi khi đi công tác hay làm việc tại môi trường quốc tế, cô cũng thường được gọi là Á hậu 3 Miss Universe. Nhưng chỉ nghĩ vì được mọi người yêu thương nên mới gọi bằng danh hiệu ấy. Người đẹp trải lòng, giờ đây khi chính thức được dì Paula chia sẻ trước truyền thông quốc tế, Hen thực sự biết ơn và vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn tình cảm mà mọi người luôn dành cho Hen, đồng hành cùng Hen. Đây cũng là một động lực lớn để Hen cố gắng hơn từng ngày trong con đường phía trước và một lần nữa làm cho người hâm mộ Việt Nam tự hào. Mùa giải Miss Universe 2018, Hehenie và đại diện của Puerto Rico đều dừng chân ở top 5 chung cuộc. Format của cuộc thi không chọn Á hậu 3 và Á hậu 4, vì thế khán giả tiếc nuối và thắc mắc người đẹp Việt Nam ở vị trí nào trong top 5. Trong cuộc thi năm đó, ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Philippines Catriona Gray, Á hậu 1 là Tamarine Green đến từ Nam Phi và Á hậu 2 là Stephanie Gutierrez đến từ Venezuela. Câu chuyện Hehenie, một cô gái ED trở thành hoa hậu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái Việt Nam. Hehenie từng chia sẻ, nếu như không cương quyết, có lẽ cô đã không phải là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những ồn ào liên quan đến các cuộc thi Hoa hậu thời gian gần đây, thì thông tin này có thể nói là tin vui với cộng đồng fan sắc đẹp tại Việt Nam. Để theo dõi những thông tin mới nhất, kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.